Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì mình thấy một cái tựa game có tên là Anime Showdown. Và game này không hề miễn phí nha. Cần tốn 200 Robux để vào chơi, không biết có hay hay không. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm. Mà sẵn tiện đây mình thấy có vài cái code để nhập vào kiếm xí tiền chứ anh em. Trời ơi, anh em thấy tiền nó bay tùm lum tùm lưa không? Được tới 2.000 mấy tiền luôn. Ôi game này nhập code tính ra ngon đó chứ anh em. Tiếp tục nha, hồi nãy không biết vì lý do gì mà bị văng game. Chắc là admin họ shutdown server á. Đây là cái code thứ hai. Mấy cái này nói chung là mình thấy nó cũng mới mới nên là còn nhập được nha. Nhưng mà sau khi đăng cái clip này lên có thể là nó đã hết hạn. Mình nói trước. Cái thứ ba. Đây, chẳng hạn như cái này là hết rồi nè. Cái thứ tư. Cái code thứ năm. Rồi vậy thôi. Đây là mình thấy rất là nhiều code nha, nhưng mà chỉ nhập được khoảng tầm vài cái thôi. Vì những cái tựa game như thế này mình thấy code nó cũng rất là mau hết hạn. Hiện tại anh em có thể thấy là nhân vật mình lên cấp 23 luôn. Bán chuyên nghiệp anh em ạ. Vãi. Tính ra mình mới vừa chơi chưa được 5 phút nữa mà đã lên bán chuyên nghiệp rồi. Cấp 23 nữa chứ. Đúng là ảo thực sự. Rồi, vào cái chỗ nhân vật nè. Chúng ta sẽ có thể mua. Chẳng hạn như là cái con Naruto này có giá là 3.400 tiền. Tiếp tục. Nhân vật trong One Piece nha. Đó chính là Katakuri. Có giá là 200 tiền xanh. Và cái tiền xanh nào nãy mình nhập code nó cũng có cho. Nên là mua được. Tiếp tục. Cái này là thuốc tẩy nè mà. Tên tiếng Việt rất rất là bựa luôn. Nhưng mà hình như đây là bộ anime Sứ mệnh thần chết phải không? Con này 3.000 tiền. Ủa sao không có Ichigo ta? Mà có một cái con nhân vật như này thôi. Bên One Piece thì mình thấy có một mình Katakuri. Bóng rồng. Là Dragon Ball á. Sao mình cũng chả thấy nhân vật nào hết trơn vậy? Nói chung là game này mình mới chơi nên là cũng không có rành lắm. Biết đây là cái chỗ mua nhân vật á mà sao thấy nhân vật nó ít quá. Còn đây là Kimetsu no Yaiba nha. Âm trụ. Anh em nhìn nó nhảy kìa. Khá là hài. Mình cũng đủ tiền mua luôn á. Đấy. Trời ơi nhập cái code quá trời tiền. Vô mua nhân vật thoải mái. Còn đây là Gon trong Hunter X. À nhân vật này thì nó cho mình miễn phí rồi, không cần mua. Lực lượng cứu hỏa. Anh em nào mà xem anime này rồi sẽ biết. Có hai nhân vật nè. Đây là nhân vật chính. Nhìn cái tướng chạy bựa không? Để coi bộ anime kế tiếp. Đây là Jojo nha. Có một nhân vật đó chính là Yotaro. 2.700 tiền. Còn đây là tổng hợp của những cái bộ anime. Chẳng hạn như đây là có Rimuru Tempest nè. Atta trong Lush Lover nè. Còn nhân vật này trong cái bộ anime Boxing hay sao nè. Mình cũng chưa xem cái phim đó. Có giá là 100 tiền xanh nha. Hết rồi, hồi nãy là mua Katakuri đó nè em. Bây giờ còn có 15. Hết rồi đó nè ạ. Chỉ có nhiêu đây nhân vật thôi hay sao á. Mình sẽ chọn Katakuri. Vào cái khu vực đào tạo trước để xài chiêu cho anh em xem. Cho biết chiêu đi, rồi ra ngoài chơi sao cũng được. Xài cái chiêu đầu tiên. Nhìn hay ha. Chiêu số 2. Chịu hồi một cú đấm Mochi. Chiêu số 3. Hình như là mình thấy nó quăng ra một cái cọng bột phải sao ấy nè ạ. Từ từ lại lấy năng lượng nha. Trời ơi. Hay nha. Cái con nhân vật này mà đem vô đánh nhau là hết sảy. Chiêu số 4. Đỉnh thật sự anh em ạ. Chiêu nhìn rất là chi tiết so với lại những cái tựa game anime khác nha. Theo mình thấy là vậy. Nhìn cũng rất là đẹp nữa. Chiêu số 5 là cái chiêu cuối cùng nè. Có cái chỗ nào lấy năng lượng để mình sử dụng tuyệt chiêu không ta? À đây nè. Cái chỗ màu tím nha. Bây giờ nhấn N G để thức tỉnh.
Trời ơi, nhìn hay vãi luôn á. Mình từng có chơi một cái tựa game anime thuộc cái dạng như thế này rồi, cũng có chiêu thức tỉnh rồi các kiểu, nhưng mà không có ngầu bằng game này đâu. Game này làm chiêu thức tỉnh biến hình ngầu vãi. Xài cái chiêu đầu tiên nè, tầm nhìn tương lai, là haki quan sát anh em. Anh em có thể thấy con nhân vật của mình. Chiêu số 2 là mochi phun trào. Quá ghê luôn. Khi mà biến hình chiêu đỉnh lắm. Bắn ra những cái gai mochi. Chiêu số 4. À hết năng lượng anh em ạ. Thiệt tình. Đang hấp dẫn. Từ từ nha. Lại lấy năng lượng rồi các kiểu chứ. Đang vui anh em ạ. Biến lại bình thường rồi nè. Biến hình tiếp. Quá ngầu luôn. Hồi nãy là mình sử dụng tới cái chiêu số 4 rồi phải không? Chiêu số 5. Đây là cái chiêu mạnh nhất anh em ạ, nên cũng tốn nhiều năng lượng nhất. Trời ơi, đỉnh của chớp. Mấy cái động tác cử động đánh nhau được cái kiểu á, anh em thấy hay không? Hấp dẫn thật sự. Có cho đổi nhân vật không ta? Để mình thử cái con nhân vật khác. Tại hồi nãy mình có mua một cái con trong bộ anime Kimetsu no Yaiba nữa. À thiết lập lại nè. Đây là nhân vật âm trụ trong Kimetsu no Yaiba nha. Lại lấy năng lượng đồ các kiểu rồi, xài cho anh em xem. Lướt về phía trước chém. Thả ra những cái hạt nổ. Tên tiếng Việt của nó cũng khá là chính xác đó anh em ạ. Tiếng gầm dạng thứ nhất là cái chiêu số 3. Wow, ghê vãi luôn. Chiêu số 4. Và cái chiêu cuối cùng nè. Ôi, mình lỡ cái lũi vô cái chỗ thiết lập lại nên chết ngắt luôn rồi anh em ạ. Chưa kịp xài cái chiêu thức tỉnh nữa. Ủa, nhân vật này biến hình khá là bình thường ta. Nó không có ngầu như là cái con Katakuri lúc nãy nha. Hay là do cái con Katakuri nó đặc biệt. Có thể là như thế. Bây giờ nhìn chiêu thức hàm hố hơn hồi nãy rồi nè. Mấy cái hạt nổ màu sắc nó cũng khác nữa. Bây giờ kiểu như nó chuyển sang màu xanh dương đó nè em. Ủa, cái chiêu số 5 mình xài cái màn hình nó đổi màu. Nói chung là cái con âm trụ này xài không thích bằng Katakuri lúc nãy nha. Thiệt với anh em luôn. Thôi, ra ngoài chiến đấu mình quyết định là sẽ sử dụng cái con Katakuri. Chứ không sử dụng cái con âm trụ này đâu anh em ạ. Mình thích Katakuri hơn. Rồi ok, hiện tại mà để vào chơi thì chúng ta sẽ cần chọn bản đồ nha. Đa số người chơi lựa chọn cái thung lũng cuối cùng nè. Mình sẽ chọn luôn cái này. Và chờ khoảng tầm 20 mấy giây nữa nó sẽ đưa mình vào trận. Ồ, đây là cái map trong Naruto á. Mình được hồi sinh ở bên đây à. Trời, thanh niên Gon này ghê vậy. Bay lại combo mình các kiểu nè, rất là kinh nha. Hồi nãy giờ chưa làm được gì anh em ạ. Đây nè, vừa mới xuất hiện tôi người chơi các họ bay lại họ tấp rồi các kiểu. Coi bộ game này khó chơi nha. Mình thì mới vừa vào game tức thì thôi, nên chắc chắn là sẽ không có bằng mấy thanh niên kia được rồi. Bay lại tấp rồi các kiểu. Xài chiêu. Thanh niên Gon này cũng khá là nguy hiểm nè anh em ạ.
U lại đây. Mình tiêu diệt hả? Hình như là mình tiêu diệt á nè bạn. Từ từ mình sẽ coi sao. Đang bị mấy hình niên này tấp góc. Ủa, mình nhớ là xài chiêu chúng hình niên kia chết mà ta. Sao không tiêu diệt được? Cay thế. Coi bộ khó để ăn mạng vãi luôn á. Hiện tại mình là cái người cuối bảng á nha bạn. Nói chung mấy cái game đánh nhau như thế này mình chơi cũng dở lắm, anh em thông cảm nha. Còn một xíu máu. Đây hình như là Rimuru Tempest nè. Trời, gặp ông nội Gon sử dụng cái chi biến hình nữa chứ anh em. Kìa, biến lên tóc dài đồ cái kiểu rất là ghê nha. Nguy hiểm quá. Bay màu rồi anh em ơi. Cứ đà này sao mà sử dụng được cái tuyệt chiêu đây. Tiếp nha. Ghê vậy ta. Hồi nãy giờ phải nói là mình không tiêu diệt được ai luôn á. Còn mấy thanh niên kinh kinh không anh em ơi. Đó, kiểu như tấp mình liên tục luôn á. Không có cơ hội để phản công. U lại đây. Xoay xoay đồ các kiểu kìa. Này thì xoay. Mất máu quá. Hồi nãy giờ chết 4 mạng rồi đó. Nhưng mà nói chung là cái phần điểm của mình cũng lên được tí, 192 rồi kìa. Mình phải ráng ăn được một mạng nha anh em. Chứ không ăn được mạng nào á, nhục lắm. Thời gian còn tới 110 mấy giây lận không sao. Mình mà sử dụng được cái chi biến hình thì có thể tiêu diệt được người chơi á. Gì đây? Gặp cái thanh niên Gon này nữa. Anh niên hồi nãy biến hình đánh mình phải không? Cứ từ từ anh em ạ. Tới đây. Ui ghê vậy. Thanh niên này kinh nha. Kiểu như lướt lại là phải đánh liền phải không? Đó. Này thì lướt lại đây. Ủa, mình đang đánh thanh niên Gon sao có cái thanh niên này xuất hiện vậy? Trời ơi, thanh niên nó đầy máu sao chơi lại biến hình. Đúng rồi, hên quá vừa đủ để biến hình luôn. Thanh niên nào nãy dí mình đâu? Katakuri nổi điên lên rồi nè. À cũng biến hình kìa. Vay tiền em ơi. Mình mới vừa biến hình tức thì chưa kịp làm ăn gì bị thanh niên cái tóc rồi. Muốn chết rồi còn đâu nữa nè em. Chơi mình luôn ấy chứ chơi gì nữa. Thì cái tình đã dành hồi nãy giờ quá trời năng lượng. Mới vừa biến hình lên chưa kịp sử dụng, chưa kịp làm ăn gì hết, bị thanh niên kia xài chiêu chúng chết. Cay rồi nè. Trời ơi mình cay thanh niên nó vô cùng luôn á. Mà công nhận chiêu của người chơi đó gì mạnh dữ vậy. Một cái thôi là mình chết ngay nha, không có cái thứ hai. Đầy máu mà chết luôn á. Để dành gần chết mới sử dụng được cái chiêu thức tỉnh. Mà thôi, nói chung là lần này ăn được mạng cũng đỡ rồi. Còn hơn có thanh niên kia không ăn được mạng nào kìa anh em ạ. Ăn được một mạng nha. Nghĩ lại vẫn cay cái khúc lúc nãy anh em ạ. Thiệt luôn á. Mới biến hình lên ngầu lồi được các kiểu, nhìn rất là đỉnh cao và đẳng cấp, xong bị dính chiêu chết ngắt. Bữa thực sự. Rồi, trận này thì chúng ta sẽ chơi cái map là đấu trường trò chơi di động. Và chế độ chơi sẽ là đấu theo hai đội nha, chứ không có đánh lộn xộn giống như là cái trận đầu tiên nữa. Hy vọng là vào được cái đội mạnh mạnh tí anh em ạ, để có thể chiến thắng được. Hiện tại mình là đội đỏ nha. Tổng cộng là có 3 người chơi. Ủa sao ít vậy? Có 3 người chơi thế. Qua bên đây. Đấy,
bay là giải cứu đồng đội của mình liền anh em ạ. Này thì gôn với lại chúng tôi à. À hết năng lượng, thèm chi mình nhấn chiêu hoài không được anh em ạ. Ui cái thanh niên đeo nón này khá là ghê nha anh em, đồng đội của mình á. Kinh lắm. Trời ơi, đội đỏ mình mạnh quá anh em ơi. Mấy thanh niên đội xanh đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ủa? À có đội xanh vào kìa. Đánh riết mấy thanh niên đội xanh chịu không nổi luôn anh em ơi. Ui ghê vậy ta. Cái con nhân vật màu trắng trắng này kinh á. Hiện tại là mình đang pin hơi bị lag nha, nên đánh nó cũng khó khó. Tới đây. À thanh niên cái sử dụng nhân vật Gon á. Tại xài cái kin nhìn nó hơi bị bự bự tí nè mà. Đây nè. Nãy bay màu ngay. Ủa sao mình không ăn được mạng ta? Mình thấy mình thả chúng mà. Ngộ thế. Thanh niên đội nón này rất rất là mạnh luôn nè. Không biết xài cái con nhân vật gì nữa mà đeo cái kia nhìn lạ quá. Đây đã thấy mục tiêu. Bay lại đánh chơi nè mà. Đội xanh có người à. Đây thanh niên Gon mới vào. Vừa mới vô là bị đánh hội đồng rồi. Nhìn tội không. Chạy đi đâu. Làm sao mà đỡ được. Đấy mình đã có được một mạng đầu tiên rồi anh em ơi. Trời vậy mà KS không được ta. Tức ghê. Thấy còn xíu máu mình bay lại mình KS hoài không được. À Gon nè. Chạy đi đâu hả Gon. Ui có một thanh niên sử dụng Katakuri ở đội xanh nha. Đây anh em có thể thấy. Đứng gồng chiêu được cái kiểu chứ. Wow ghê đấy. Mình nghĩ là nên đi theo đồng đội nên mà chắc ăn nhất. Sao cái thanh niên Katakuri này cứ nhìn mình hoài vậy. Mình có làm gì đâu sao nhìn mình hoài thế. Thấy đây nào Gon. Mình sẽ là đối thủ của Gon. Còn có xíu máu nè. Chạy đi đâu. Chết ngắt liền. Có được hai mạng. Quá ngon. Cái này là đội đỏ mình thắng chắc rồi nè ạ. Thời gian còn hai mấy giây. Chưa kịp đầy cái lóng năng lượng để xài cái tuyệt chiêu nữa. Hết giờ rồi. Tức ghê. Cái trận này nói chung là đánh kiểu như là cũng không công bằng lắm. Tại vì cái bên đội xanh á kiểu như là thoát ra thoát vào hoài anh em. Xong nha. Ăn được hai mạng nè. Ổn áp hơn cái lần mà chơi đấu đơn nhiều. Thôi nói chung là tới đây cũng được rồi. Thấy cái game này hay hay á nên vào chơi cho anh em xem. Lần sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Nếu có gì hay ho hơn mình quay clip cho anh em xem tiếp nha. Bây giờ bye anh em.